Sự phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù thời hạn tù tính từ ngày 10 tháng 12 năm 2021 Hoàng Thị Ngọc Hường 2 năm 6 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 Đoàn Trọng Bình 2 năm 6 tháng tù thời hạn tù tính từ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đây là thời điểm hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Chiều 21 tháng 4 năm 2023, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội và những người liên quan trong vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Tuấn cùng 11 bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu trang thiết bị y tế, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và bệnh viện Tim Hà Nội và làm giảm sốc niềm tin của nhân dân nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Ông Tuấn có vai trò chính các cựu cán bộ của bệnh viện Tim Hà Nội có vai trò giúp sức tích cực trong việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình triển khai các đấu thầu. Trong khi đó, nhóm bị cáo thuộc nhà thầu lợi dụng sự quen biết với ông Tuấn, sử dụng các hành vi gian lận khi tham gia đấu thầu, từ đó hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Theo hội đồng xét xử, ông Tuấn có tình tiết tăng nặng và phạm tội nhiều lần. Tuy nhiên, bị cáo từng là giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, rồi giám đốc bệnh viện Bạch Mai, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế có chuyên môn cao, được tăng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Ông Tuấn Nguyên là đại biểu Quốc hội khóa 14, từng trực tiếp khám chữa bệnh cho nhiều người, được nhân dân khen gợi. Hành vi của bị cáo diễn ra trong bối cảnh vật tư y tế bị thiếu, quy định pháp luật còn bất cập vì nôn nóng mà dẫn tới sai phạm. Quá trình giải quyết vụ án, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội rất thành khẩn, từ nguyện nộp số tiền hưởng lợi 10.000 đô la Mỹ. Gia đình bị cáo còn nộp thêm 6 tỷ đồng, dù bị cáo không có trách nhiệm phải bồi thường. Hội đồng xét xử cũng nhận định vi phạm của ông Tuấn không liên quan đến chuyên môn ngành y mà chỉ trong phạm vi quản lý nhà nước. Đây là tình tiết giảm nhẹ đáng kể cần cân nhắc khi lượng hình để bị cáo có thể sớm trở về với cộng đồng tiếp tục đóng góp. Bản án xác định từ năm 2015 với tư cách chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện Tim Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tuấn chủ trương cho một số doanh nghiệp ký gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, rồi hợp thức thanh toán sau. Giai đoạn 2016-2017, bệnh viện tổ chức 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng. Ông Tuấn cùng các cựu lãnh đạo, cán bộ bệnh viện tim Hà Nội đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, cùng các bị cáo thuộc công ty Hoàng Nga và công ty Kim Hòa Phát, thực hiện nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng vật tư. Hậu quả, hai công ty trúng hàng loạt gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Tim Hà Nội, gây thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng. Ông Tuấn còn được bị cáo Nguyễn Đức Đảng biếu 10.000 đô la Mỹ vì đã tạo điều kiện cho công ty Hoàng Nga trúng thầu. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn 3 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội danh, 11 bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù. Trong số này, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, bị 2 năm 6 tháng tù. Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hoàng Nga, 3 năm 6 tháng tù. Phan Tuấn Đạt, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Kim Hòa Phát, 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xác định hai công ty Hoàng Nga và Kim Hòa Phát phải bồi thường toàn bộ số tiền thiệt hại hơn 53,6 tỷ đồng. Sau khi trừ số tiền các bị cáo đã nộp khắc phục trước đó, bị cáo đảng và vợ là Phạm Thị Kim Oanh phải liên đới bồi thường hơn 10 tỷ đồng còn lại.